Nhật Bãi Hồng Thinh xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, đầu buổi báo giá của ngày hôm nay đấy, thì em Thinh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay vào buổi báo giá để cô chú anh chị mình không phải đợi chờ lâu. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay em Thinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma phiến vặn. Cái dòng phiến vặn này thì nó rất là tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi, nhất là các bác mà cao tuổi hoặc là các anh các chị mà không thích về cái dòng nhiều chức năng, chẳng hạn như là đa chức năng, full chức năng, thì mình có thể lựa chọn vào cái dòng phiến vặn này để mình nấu. Nó sẽ an toàn và nó chức năng của nó đơn giản như thế này thì dễ sử dụng hơn. Vâng, cái dòng phiến vặn này thì mình chỉ cần ấn nhẹ thôi, xoay vào theo chiều ngược kim đồng hồ là nó sẽ lên lửa nha cả nhà mình. Cái này thì nó có thêm phiến ấn 3S ở đây, ở trong khay nướng vị nướng này, toàn bộ là in ốc còn mới kinh keng luôn cả nhà mình nhé. Cái này thì nó thuộc dòng nguyên bản, rất là đẹp này, thành vách của nó này, không có chảy xước, không có móp méo ở đâu nhé cả nhà mình. Bên em thì đều đã có lưới chống chuột ở dưới rất là an toàn. Và ở đâu có chỗ hỏng thì bên em đều đã gắn lưới rồi. Rất là an toàn nhé cả nhà mình. Dạ vâng, cái này thì thành vách ở trên ấy, bề mặt đằng trên của nó là mặt men màu đen nhé cả nhà mình. Bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối này, cả nhà mình thấy này, đồng rất là đẹp. Và họng bếp nhé, họng bếp của dòng nguyên bản này, rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Kiềng thì chắc chắn này, kiềng làm bằng thép không vĩ nhé cả nhà mình. Và đây là thoát hơi của lò nướng. Đó, thành vách cũng như là bề mặt đằng trên của bếp không có một vết chảy xước đâu nhé. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại và Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé, là 0336148716. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Dạ vâng, bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ hai. Cái thứ hai cũng là thương hiệu Paloma phiến nhấn nhá. Cái này nó cũng có thêm phiến ấn 3S ở đây. Vâng, cái phiến ấn 3S này đấy thì nó hỗ trợ cho mình khi mà mình chiên rán hoặc rang đồ khô nhé, là mình có thể là sử dụng vào cái phiến ấn này 3S này, còn khi mà mình không cần thì mình không cần ấn vào nhé. Và cái dòng phiến ấn này đấy thì nó đều sử dụng bằng cần để mình chỉnh lửa to nhỏ nhé cả nhà mình. Đấy, rất là tiện lợi. Cái này thì đời của nó rất là cao, đời 21 luôn nhé cả nhà mình. Bề mặt đường trên của bếp đấy là mặt men màu đen nhé. Bo lửa thì được làm bằng đồng bằng nhôm nguyên khối này. Đấy, ở trên thì đều có bích chắn dầu mỡ nhé. Và họng bếp đấy thì rất là đẹp nhé, tròn chỉnh, vô cùng là sắc nét luôn. Cái bếp này thì đúng là không thể chê vào đâu được cả nhà mình ạ. Nó rất là đẹp, thành vách cũng như là nội thất đường trong của nó đang còn đẹp, còn mới kinh keng luôn nhé. Đây, ở trong kho khay nướng vị nướng này, toàn bộ là inox nhé. Đấy, mới kinh keng luôn cả nhà mình ạ. Rất là đẹp. Cái này mà nhà mình ưng thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Cái này thì A2 này, bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Vâng, bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ ba của ngày hôm nay. Mã thứ ba của ngày hôm nay thì đến từ thương hiệu Nozit nhé cả nhà mình. Cái này rất là đẹp này, cái này là full chức năng, nó có đồng hồ hẹn giờ, hai bếp nấu ở trên này, chế độ nấu cơm và nấu cháo này. Bên này thì có tăng nhiệt độ từ 140 lên 200 này, có chế độ nấu nước hẹn giờ 5 phút 10 phút này, phiến ấn 3S này, đồng hồ hẹn giờ có lò nướng nhé. Rất là đẹp, thành vách thì là vô cùng là sắc nét rồi. Ở trong khay nướng vị nướng toàn bộ là inox này, và cái dòng này thì nó thuộc dòng 2 tầng lửa của lò nướng nhé cả nhà mình. Cái này thành vách cực kỳ là đẹp này, bề mặt đằng trên thì cũng không thể chê vào đâu được. Mặt kính phun kim tuyến màu xanh nhá. Đấy, bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đấy cả nhà mình thấy, riêng cái dòng mà bo lửa mà cái rìa này, đấy, xưa như thế này thì mình nấu đấy, lửa nó lên rất là đều nhá, và nó rất là đẹp lửa luôn.
Và riêng cái dòng bếp này thì nó đều là dòng họng đúc. Và họng đúc thì cực kỳ là bền cả nhà mình, nó vô cùng là bền luôn. Đó. Thành vách cũng như là bề mặt đường trên của bếp đấy, rất là đẹp nhé. Vuông thành sắc cạnh, không có bị chảy xước, không có bị rạn nứt ở đâu cả, không móp méo. Và cái này thì đời của nó là thuộc dòng đời 10. Cái này là đời 19 nhé cả nhà mình, đời rất là cao luôn đấy. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 5 triệu đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ tư của ngày hôm nay. Mã thứ tư của ngày hôm nay đấy thì cũng đến từ thương hiệu Paloma nhé. Cái này ngoài chức năng đơn giản ra đấy thì nó cũng có thêm phiên ấn 3S này. Và bên này thì có tăng nhiệt độ 180 này, có chế độ là hầm sưng nhé. Cái này thì thành vách cũng rất là đẹp này, thành vách rất là đẹp luôn. Cái này đời rất là cao nhé, đời 21 này. Bề mặt đường trên của bếp đấy, nó cũng là dòng mặt men màu đen nhé. Cái nhà mình bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đấy, ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ nhé. Họng bếp thì cực kỳ là đẹp này. Đó, cái nhà mình thấy đấy. Riêng dòng bếp Nhật đấy thì tính năng an toàn ngoài cái chức năng mình nấu rồi đấy thì nó lại có thêm cái tính năng an toàn, tức là khi mà nước sôi trào thì đều tắt lửa và khóa ga nhé, hoặc là nước trong nồi cạn thì cũng đều tắt lửa khóa ga. Khi mà có gió thổi ở bên ngoài đấy, tác động của gió thổi làm tắt lửa đấy thì nó cũng đều khóa ga lại nhé cả nhà mình. Đó, những cái tính năng an toàn này nó sẽ giúp cho gia đình nhà mình khi mà mình lựa chọn mua những cái dòng bếp này đặt vào căn phòng bếp nhà mình thì chứng tỏ rằng là đã đem về một cái sự an toàn cho gia đình nhà mình nhé, rất là lớn. Vâng, bây giờ thì có rất là nhiều gia đình ở trên Việt Nam mình đã xảy ra những cái trường hợp cháy nổ rất là nguy hiểm cả nhà mình ạ. Đấy, thì nhà mình nên đầu tư vào một chiếc bếp mà có chức năng an toàn như thế này để đưa vào cái căn phòng bếp nhà mình đấy, thì nó sẽ giảm thiểu đi cái sự cháy nổ nhé cả nhà mình. Đó. Chẳng hạn như là các anh thì có thể là mua về tặng cho người thân nhà mình, tặng cho các bác đấy, các bác bố mẹ mình đấy, thì khi mà già rồi thì có những cái tính lẫn một chút đấy, thì mình mua về những cái dòng bếp này đấy, chức năng đơn giản thôi đấy, chẳng hạn như là cái dòng phiến vặn hay phiến nhấn thôi, để mình tặng cho bố mẹ mình sử dụng vào căn phòng bếp nó an toàn nha cái nhà mình. Mình đầu tư một chút, chẳng hạn như có những chiếc bếp nó chỉ có rơi vào 1.700.000 đồng này, hoặc là 2.200.000 này đấy, thì mình tặng cái số tiền đấy, chẳng hạn như mình tặng số tiền thì là nó sẽ cũng có ý nghĩa, nhưng không bằng những chiếc bếp như thế này mình đặt vào để các bác sử dụng nó an toàn đấy, thì cái ý nghĩa của nó cao hơn nhé cả nhà mình. Cái này ở trong khay nướng, vị nướng toàn bộ là inox nhé, cái này cũng rất là đẹp cả nhà mình ạ. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại vào Zalo cho em nhé. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 5 của ngày hôm nay đấy. Mã thứ 5 của ngày hôm nay thì cũng là thương hiệu Paloma nhé. Cái này thì nó cũng có thêm phiên ấn 3S này, dòng phiến vặn này, rất là đẹp luôn, thành vách đây. Đó, không có chảy xước nhé, không có móp méo. Bên em thì làm bếp rất là cẩn thận cả nhà mình ạ. Vừa cẩn thận này, có lưới chống chuột an toàn này, làm sạch sẽ nhé. Sau khi mà nhà mình mua bếp ở bên em về đấy thì chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi đấy. Và ở trong khay nướng đấy thì vị nướng là inox, còn khay là men zin nhé cả nhà mình. Cái này thì nó cũng chỉ thuộc một tầng lửa thôi. Một chiếc bếp đấy mà nó có phần này, ở trên thì mình có thể là nấu xào rau này, đấy, nấu canh này, hay là mình kho cá kho thịt này. Còn ở dưới đấy mình muốn thay đổi bữa ăn, mình nướng chẳng hạn như là tôm, cua, cá, thịt, mình đều nướng được vào đây nhé. Sau khi mà nướng thức ăn ở trong này đấy thì nó đều chín bằng nhiệt, cho nên nó giữ được cái hương vị và độ ngọt của nó nhé cả nhà mình. Cái này thì nó là dòng mặt sơn nhé cả nhà mình, mặt sơn. Nhưng mà sơn ở bên em đấy thì sơn bằng sơn 2K, cho nên là nó sẽ rất là bền nhé. Khi mà mình sử dụng thì độ bền của nó cao đấy, nó sẽ không bị bong chóc. Và bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối nhé cả nhà mình. Họng bếp thì cực kỳ là đẹp này. Đó. Họng bếp thì bao giờ nó cũng tròn chỉnh nhé, và nó không có bị hen dỉ. Đây là thoát hơi của lò nướng nhé. Đó. Cái này thì nó không bị chảy xước, không bị móp méo nhé cả nhà mình. Cái này thì giá thành rất là bình dân,
này bên em đang bán với giá là 1.700.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại cái file Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã cuối cùng của ngày hôm nay đấy, thì cũng đến từ thương hiệu Paloma phiến nhấn nhé. Đó, cái dòng phiến nhấn này thì nó đều có khóa chị em ở dưới cả nhà mình nhé. Đấy, cả nhà mình lưu ý cho em một chút đấy, khi mà mình nấu thì mình mở ra đấy, rất là an toàn cả nhà mình ạ. Và dòng bếp Nhật đấy thì bao giờ nó cũng tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40% lượng ga nhé cả nhà mình. Một chiếc bếp thông thường của Việt Nam đấy, chẳng hạn như là 2 tháng, trên 2 tháng là hết một bình ga rồi. Thế nhưng mà dòng bếp Nhật đấy thì cứ phải được tầm 3 tháng hoặc là trên 3 tháng nhé. Đấy, các bác mà cao tuổi đấy, các bác sử dụng ít đấy thì nó phải rơi vào tầm 4 tháng, hơn 4 tháng đấy mới hết một bình ga. Cái này thì nó cũng có thêm phiến ấn 3S nhé. Đấy, thành vách thì cũng không có chảy xước ở đâu nhé cả nhà mình. Không có chảy xước, không có móp méo nhé. Ở trong khay nướng, vị nướng này toàn bộ là inox này, còn mới kinh keng luôn. Bo lửa thì cũng được làm bằng đồng nguyên khối nhé. Đấy, họng bếp thì rất là đẹp này. Và kiềng này thì cũng rất là đẹp nhé cả nhà mình. Đó, kiềng không bị dị nhé. Đấy, bốn xung quanh thành vách này, rất là đẹp. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng nhé. Đấy, cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487 16 cả nhà mình nhé. Vâng, trong buổi báo giá của ngày hôm nay đấy thì em Thinh chỉ gửi lên cô chú anh chị nhà mình là 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật. Vâng, 4 mẫu là dòng chức năng đơn giản, phiến vặn và phiến nhấn nhé. Và có 2 mẫu, 1 mẫu là full chức năng và 1 mẫu là đa chức năng. Đấy, thì để nhà mình dễ lựa chọn cho gia đình nhà mình khi mà mình theo dõi buổi video ngày hôm nay đấy. Mình mà ưng mẫu nào thì mình có thể là liên hệ vào số điện thoại của em, hoặc là chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Trước khi mà cô chú anh chị mình rời khỏi kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ.